Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hôm qua mùng 1 tháng 10, đội tuyển Trung Quốc đã có trận giao hữu với đội tuyển Syria nhằm chạy đà cho trận chiến sinh tử gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu mà đội tuyển Syria chỉ đá với đội hình dự bị, trong khi đó thì đội tuyển Trung Quốc ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất, ngoại trừ sự thiếu vắng của tiền đạo đang có phong độ không cao là Vũ Lỗi do cầu thủ này đang bận thi đấu ở giải La Liga. Dù đã thi đấu quyết tâm để giành được một chiến thắng, thế nhưng rốt cuộc thì đội tuyển Trung Quốc chỉ có thể giành được một kết quả hòa 1-1 trước đội hình dự bị của Syria. Tờ Sohu của Trung Quốc không mô tả chi tiết về trận đấu này do đây là một trận đấu kín, thế nhưng mà tờ báo của Trung Quốc cho rằng việc không thắng được đội hình dự bị của Syria chẳng khác nào là một thất bại với thầy trò huấn luyện viên Li Tie. Tờ Sohu tỏ ra rất lo lắng cho đội nhà và cho rằng là đội tuyển Trung Quốc có thể đang xuống dốc so với chính họ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi mà họ đã từng đánh bại Syria với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối cùng, trong bối cảnh mà Syria đã chắc chắn đi tiếp. Tờ báo này bình luận rằng tỷ số 1-1 trước Syria là kết quả đáng thất vọng với đội tuyển Trung Quốc. Có vẻ như là trình độ của đội tuyển Trung Quốc đang bị xuống dốc. Ở vòng loại thứ 2 diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, huấn luyện viên Li Tie đã dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc đánh bại Syria với tỷ số 3-1, góp phần giúp cho đội tuyển Trung Quốc đi tiếp vào vòng loại cuối cùng và giúp cho huấn luyện viên Li Tie được gia hạn hợp đồng. Bây giờ thì đội tuyển Trung Quốc chỉ có thể giành được kết quả hòa 1-1 trước đội hình dự bị của Syria. Đây rõ ràng là một kết quả khiến cho người hâm mộ phải lo lắng trước khi đội tuyển Trung Quốc sắp sửa bước vào hai cuộc chiến sinh tử với Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 7 tháng 10, nếu như không thể giành chiến thắng, chắc chắn đội tuyển Trung Quốc sẽ là đội yếu nhất ở bảng đấu. Tấm vé dự World Cup chỉ có thể là mơ. Bây giờ khán giả nhà chỉ có thể hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Li Tie sẽ rút ra những bài học sau trận hòa Syria 1-1 và cố gắng chiến đấu hết sức mình ở các trận đấu tiếp theo. Trước đó thì truyền thông Trung Quốc đã đưa tin rằng Liên đoàn bóng đá nước này đã gửi lời mời đá giao hữu với 8 đội tuyển. Thế nhưng sau đó cả 8 đội bao gồm có UAE, Iraq, Liban, Iran, Bahrain, Uzbekistan, Kuwait và Jordan đều thi nhau từ chối đá tập với thầy trò huấn luyện viên Li Tie ở UAE. Chỉ có duy nhất đội Syria là đồng ý đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, thế nhưng Liên đoàn bóng đá nước này đã phải trả một khoản tiền cho đội bóng Tây Á. Và điều quan trọng hơn, Syria chỉ đá trận này với đội hình dự bị. Rốt cuộc thì tuyển Trung Quốc vẫn không thể giành chiến thắng để tạo đà tâm lý trước thềm trận chiến sinh tử gặp đội tuyển Việt Nam. Tờ China của Trung Quốc thì thừa nhận rằng đội nhà đang gặp vấn đề tâm lý trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đội tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tuy nhiên trước thềm trận đấu này thì đội bóng của huấn luyện viên Li Tie lại đang gặp khá nhiều vấn đề. Ngoài việc có khả năng là sẽ không thể tung ra sân chân sút chủ lực Vũ Lỗi bởi vì có quá ít thời gian tập trung, đội tuyển Trung Quốc còn đối diện với vấn đề tâm lý của các cầu thủ trước thềm trận đấu lớn. Tờ báo của Trung Quốc chỉ rõ ra vấn đề. Nhật báo hàng đầu Trung Quốc viết rằng, để phát huy tối đa điểm mạnh và khắc phục được điểm yếu, trước hết phải nhìn nhận rõ điểm yếu của đội tuyển Trung Quốc lúc này đang nằm ở đâu. Có thể nhận thấy vấn đề như là thể lực, kỹ chiến thuật, kể cả năng lực cá nhân của các cầu thủ Trung Quốc không có gì nổi trội. Tuy nhiên điều đáng lo hơn thế là vấn đề tâm lý của các cầu thủ. Họ đã trải qua hai đợt tập trung dài hạn trong những trại huấn luyện đóng kín. Sự tự tin của các cầu thủ cũng đang bị nghi ngờ sau hai thất bại trước Australia và Nhật Bản. Trong những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, những cầu thủ Trung Quốc thường đề cập tới vấn đề tinh thần. Họ đã trải qua giai đoạn dài khép kín. Nếu như tính cả giai đoạn phải đóng kín ở câu lạc bộ để thi đấu tập trung ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, thì tính tới nay các cầu thủ đã phải chịu tới 70 ngày như vậy. Kể từ khi đội tuyển quốc gia tập trung cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 18 tháng 8, các huấn luyện viên và các cầu thủ đã trải qua 40 ngày khép kín với thế giới. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc dự kiến là có thể bóng đá sẽ trở lại bình thường vào tháng 11. Thế nhưng điều này không có gì là chắc chắn cả. Nó liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh ở đất nước này. Sau hai trận thua trắng, áp lực của đội tuyển Trung Quốc đã nặng nề nhưng không dễ dàng gì thoát ra khỏi đáy bởi các cầu thủ không thể thoải mái được về mặt tinh thần. Áp lực giống như là con dao hai lưỡi, nó có thể kích thích tinh thần toàn đội, thế nhưng nó cũng có thể nhấn chìm họ. Trình độ của đội tuyển Việt Nam có thể bằng hoặc kém hơn một chút so với đội tuyển Trung Quốc, do đó việc đẩy mạnh kiểm soát bóng và tấn công sẽ phải được tính tới. Tuy nhiên lối chơi này cần sự khát khao, tinh thần chiến đấu hết mình và đoàn kết của toàn đội bóng. Tuy nhiên ở thời điểm này thì tinh thần thi đấu của các cầu thủ không được kỳ vọng quá cao, sự ăn ý của các cầu thủ cũng không quá tốt, trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam thi đấu rất quyết liệt.
Dù thua Ả Rập Xê Út và Australia, nhưng nhìn chung thì họ đã thể hiện tốt. Thậm chí trong trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam đã tung ra tới 11 cú sút, gấp đôi đối thủ tới 6 cú sút. Thêm vào đó, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ 5 người có khả năng tranh chấp tốt, các tiền vệ truyền bóng và phát triển bóng tốt trong những pha tấn công. Điểm mạnh trong kỹ thuật lối chơi của họ khiến cho nhiều đội bóng phải đau đầu. Ngoài vấn đề tâm lý, lúc này thì đội tuyển Trung Quốc cũng không có tiền vệ phòng ngự đủ tốt để ngăn chặn phản công. Trong khi đó, hàng thủ không giỏi đối phó với những tình huống đòi hỏi sự linh hoạt. Đội bóng của huấn luyện viên Li Tie cũng không biết thi đấu thế nào với đối thủ như vậy. Nếu như dồn ép thì lo sợ bị phản công, còn nếu như không chủ động kiểm soát bóng thì lại hứng chịu những lời chỉ trích từ quê nhà. Điều quan trọng lúc này với đội tuyển Trung Quốc là phải kiểm soát được tốc độ trận đấu để có thể xoay sở tốt, tránh những tình huống bất ngờ của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm cả khi kiểm soát bóng lẫn chơi không bóng, và để làm được điều đó cần phải cân nhắc về yếu tố tinh thần. Nếu như tinh thần tốt thì tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc cũng sẽ cao hơn. Ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có mặt ở tại UAE để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 6 ngày chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định loại 5 gương mặt và chỉ mang đi 27 cầu thủ mà theo ông là họ phù hợp với những tính toán. Dĩ nhiên là việc Trọng Hoàng, một nhân tố đặc biệt quan trọng ở hành lang cánh phải trong đội hình của ông Park, gặp vấn đề về sức khỏe, không phải bị chấn thương mà là bị bệnh lý, cần phải có thời gian để điều trị thoát vị đĩa đệm, thực sự là nằm ngoài định liệu của ông. Nhưng cũng khá may mắn, trong các buổi tập nội bộ cũng như là ở lần thử nghiệm cuối cùng với U22 Việt Nam cách đây 2 ngày, thì Văn Thanh đã chơi quá tốt vị trí mà Trọng Hoàng đã để lại. Anh quán xuyến tốt vai trò phòng ngự và thực hiện một đường kiến tạo giúp cho Quang Hải ghi bàn. Nếu như Văn Thanh là ưu tiên số 1 thì ông Park cũng đã lần lượt thử tay nghề của một số nhân tố khác và cuối cùng đã giữ lại Tấn Tài, gạch tên Xuân Mạnh và Văn Kiên. Ông Park thường yêu cầu các hậu vệ biên ở một số thời điểm thích hợp phải biết chơi bó vào trong và thực hiện những cú sút xa nguy hiểm, điểm mạnh vượt trội của Văn Hậu trước khi anh phải tạm rời đội tuyển vì chấn thương và hiện tại là Hồng Duy ở phía bên cánh trái. Nhưng cả Xuân Mạnh và Văn Kiên đều chưa khiến cho thầy Park thực sự hài lòng. Hậu vệ trái Thanh Thịnh thì cũng không được chọn vì khả năng hòa nhập chưa thực sự tốt. Nếu như Minh Vương bị loại do chấn thương thì Trọng Đại và Văn Thiết cũng bị mất suất là điều tương đối dễ hiểu. Đại và Thiết chưa làm thỏa mãn sự đòi hỏi về mặt chuyên môn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những cầu thủ ở tuyến giữa mà ông Park lựa chọn đều có những phẩm chất cá tính riêng biệt, khi mà đặt họ vào một thế trận cụ thể lại vẫn phải tạo ra sự hòa hợp nhất định. Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Đức Huy, Quang Hải chính là những miếng ghép hoàn chỉnh nhất mà ông Park đang có trong tay. Một cái tên nữa bị loại khỏi đội tuyển là tiền đạo Xuân Nam. Trên mặt trận tấn công, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập tác chiến nhưng lại phải đồng điệu với những nhân tố khác. Xuân Nam chưa hội tụ được hai yếu tố này. Ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ chơi đôi công, cho nên các cầu thủ tuyến trên phải biết tạo áp lực mạnh mẽ lên đối phương. Ông Park tìm thấy kỹ năng tạo ra áp lực ở Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Trinh và Tuấn Hải. Ông Park cũng quyết định mang theo cả 4 thủ môn gồm có Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Toàn. Chưa chắc Văn Toàn đã được thi đấu ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc hay trận sau đó là gặp đội tuyển Oman, nhưng anh sẽ cùng với 4 tuyển thủ khác gồm có tiền vệ Hoàng Anh, trung vệ Thanh Bình, Việt Anh và hậu vệ Văn Xuân sau trận gặp Oman vào ngày 12 tháng 10 sẽ quay sang UAE, nơi mà đội tuyển U22 di chuyển từ Việt Nam sang đây từ ngày 8 tháng 10 để tập huấn và chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á ở Kyrgyzstan. Tối ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có được buổi tập đầu tiên ở tại UAE. Ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Hôm 30 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ. Ông nói rằng, tôi không cần phải nói ra thì mỗi thành viên, mỗi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị tốt nhất, có thể dù không có trận đấu giao hữu quốc tế nào. Guồng máy đang được vận hành rất tốt. Chúng tôi cũng đã có những buổi phân tích băng hình về đội tuyển Trung Quốc và sẽ có những phương án chiến thuật, nhân sự phù hợp. Về các ca chấn thương của đội tuyển, tôi đã đọc trên báo chí có ý trách tôi sử dụng những cầu thủ khi mà họ chưa khỏi hoàn toàn. Thực ra tôi là người luôn lo lắng cho tương lai của cầu thủ. Tôi luôn giữ cho đôi chân của họ. Tôi chỉ sử dụng cầu thủ sau khi xin ý kiến của tổ y tế và dựa trên nguyện vọng của chính cầu thủ đó. Ông Park nói tiếp rằng, đây là thời điểm mà cá nhân tôi và các đội tuyển Việt Nam rất bận rộn. Năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động của bóng đá đã bị đóng băng, cho nên mọi người nói rằng chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Dù trên thực tế thì tôi và các cộng sự vẫn luôn làm việc cực kỳ bận rộn. Còn năm nay thì như các bạn thấy, chúng tôi có rất nhiều mặt trận cần phải vượt qua.
tôi sẽ tập trung tối đa cho đội tuyển Việt Nam ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Còn U23 Việt Nam, tôi cũng đứng vai trò là người quản lý chính về mặt chuyên môn. Các trợ lý của tôi đảm đương rất tốt nhiệm vụ mà tôi đã giao cho họ ở U23 và việc quản trị đội tuyển vẫn đang được tiến hành rất tốt. Như tôi đã nói trên thì trước mắt chúng ta cần phải giải quyết tốt trận gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới đã. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.